tin đi tiểu ra, không đi tiểu được, mà không đi tiểu được là người ta phải đặt sông. Rẽ trái theo hướng dẫn, sau đó rẽ trái theo hướng dẫn. Khả năng rất cao. Hay là cái ở những cái nằm hoặc ngồi không ấy được thì là có thể là viêm phổi, có cái viêm phổi hít hít phải các cái đồ, các cái chất gì đó, hoặc là có cái bệnh lý khác mà quên nhớ, ví dụ không quên uống nước, mình không nhớ mình sẽ phải uống nước. Và bình thường ra cơ thể mỗi người thông thường là cần đủ 2 lít nước để cho nó đào thải các cái chất cặn bã, các cái chất cặn ở trong cái kho lọc máu ra. Nhưng mà người ta cũng không nhớ cái gì đấy. Như vậy thì kinh nghiệm đầu tiên là có cái người này là bây giờ đang nặng không làm chủ được, và phải có cái người chăm sóc, người phục vụ để cho ăn rau uống cho tất cả cái này. Alo. Alo. Anh chưa đi, anh